Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh Dân Việt. Thưa quý vị, liên quan đến sai phạm của ông Nguyễn Thanh Long và ông Chu Ngọc Anh, mới đây, Ban chấp hành Trung ương đề nghị các cơ quan chức năng khẩn trương xem xét, xử lý kỷ luật về hành chính đối với ông Chu Ngọc Anh và ông Nguyễn Thanh Long sau khi thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi đảng đối với hai cán bộ này. Thông tin chi tiết ra sao? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 vừa tiến hành họp bất thường và quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với hai ủy viên Trung ương là ông Chu Ngọc Anh, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, nguyên Bí thư Ban cán sự Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và ông Nguyễn Thanh Long, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế, Đồng thời, Ban chấp hành Trung ương yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương xem xét, xử lý kỷ luật về hành chính theo đúng quy định đối với cá nhân đã bị kỷ luật đảng. Điều đó đồng nghĩa với việc ông Chu Ngọc Anh và ông Nguyễn Thành Long sẽ bị bãi nhiệm và miễn nhiệm các chức vụ còn lại về mặt chính quyền. Tổng thư ký, chủ nhiệm văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ trình Quốc hội bổ sung vào chương trình kỳ họp thứ ba Quốc hội khóa 15 quy trình công tác cán bộ theo thẩm quyền của Quốc hội để đồng bộ, thống nhất giữa kỷ luật đảng và nhà nước, theo nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương và chỉ đạo của Bộ Chính trị. Hiện ông Nguyễn Thanh Long đang là đại biểu Quốc hội khóa 15 thuộc đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long. Điều 40 Luật Tổ chức Quốc hội năm 2014 quy định đại biểu Quốc hội không còn xứng đáng với sự tín nhiệm của nhân dân thì bị Quốc hội hoặc cử tri bãi nhiệm. Trình tự bãi nhiệm đại biểu Quốc hội được quy định tại Điều 41 Nội quy kỳ họp Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết 102/2015/QH13. Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội bãi nhiệm đại biểu Quốc hội Quốc hội thảo luận tại đoàn đại biểu Quốc hội, sau đó Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo Quốc hội kết quả thảo luận tại đoàn và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội. Quốc hội sẽ thành lập ban kiểm phiếu và tiến hành bãi nhiệm đại biểu Quốc hội bằng hình thức bỏ phiếu kín. Sau khi kết quả kiểm phiếu được công bố, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua nghị quyết bãi nhiệm. Ngoài ra, ông Nguyễn Thành Long cũng đang trên cương vị Bộ trưởng Bộ Y tế, chức vụ do Quốc hội phê chuẩn, bổ nhiệm theo đề nghị của Thủ tướng Chính phủ. Theo luật tổ chức quốc hội, Thủ tướng Chính phủ sẽ trình việc miễn nhiệm cách chức vụ Bộ trưởng. Đối với ông Chu Ngọc Anh, được Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội khóa 16 bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 tại kỳ họp thứ nhất ngày 23 tháng 6 năm 2021. Do đó, theo thẩm quyền, Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội sẽ tiến hành họp để miễn nhiệm chức vụ này. Được biết, 15 giờ 30 chiều nay, ngày 7 tháng 6, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức kỳ họp thứ 6, kỳ họp chuyên đề để xem xét, quyết định công tác nhân sự, gây hậu quả nghiêm trọng, suy thoái chính trị, đạo đức và lối sống. Tại kỳ họp 15 hồi giữa tháng 5, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị xem xét thi hành kỷ luật ông Nguyễn Thanh Long và ông Chu Ngọc Anh. Đến ngày 4 tháng 6, sau cuộc họp do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, Bộ Chính trị chưa đưa ra mức kỷ luật mà đề nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét thi hành kỷ luật. Bộ Chính trị nhận thấy kết luận hai cán bộ này đã suy thái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, quy định trách nhiệm nêu gương. Hành vi của ông Nguyễn Thanh Long và ông Trương Ngọc Anh gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm thất thoát, lãng phí lớn ngân sách nhà nước, ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch Covid-19, gây bức xúc trong xã hội, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Y tế. Bộ Chính trị cũng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ban cán sự Đảng Bộ Khoa học và Công nghệ nhiệm kỳ 2016-2021, ban cán sự Đảng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016-2021 thưa quý vị sai phạm của ông nguyễn thanh long và ông chu ngọc anh đã được chỉ rõ vì vậy quy trình xử lý về mặt hành chính sẽ được nhanh chóng thực thi để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật trong việc xử lý đúng người đúng tội thông tin mới nhất về vụ việc sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật và gửi đến quý vị còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại